Hai căn nhà quá đẹp vậy hả? Nhà còn xây, nhà mới xây còn rất là mới vậy, mới xây dựng khoảng là hơn 1 năm nay thôi vậy hả? Hai nhà liền kề anh chị ha. Mấy nay thì thời tiết hơi xấu quá chị, nhưng mà nay lại có cái sản phẩm bất động sản đẹp. Bảo Điện Bất Sản xin mến chào quý cô chú khách hàng ha. Nay tiếp tục lại review ha. Nay có một cái bất sản cực kỳ đặc biệt luôn vậy ha, mà từ trước tới giờ Điền quay chưa bao giờ gặp cái trường hợp bất sản này bán luôn. Bán kiểu là bán mà bán có hai căn nhà liền kề luôn chị ạ, trên đất có hai căn nhà luôn chị ha. Thì trước khi review bất sản này thì Điền sẽ nói sơ vị trí Điền đang đứng ha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở trung tâm thị trấn Phước Bủ, huyện Xi Mạch, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chị ha. Trước mặt của chị mình là trục đường nhựa, đường này cũng có tên đường đàng hoàng đó chị, nhưng mà Điền cũng quên rồi. Nói chung là cái đường này là hẻm số bao nhiêu đó Điền cũng quên rồi ha. Nhưng mà mình đi ra đây hướng này nè, mình đi ra chút xíu thôi, mình sẽ giao với lại đường Hùng Vương, hay được gọi là đường số 4 đó chị. Mình đi thẳng luôn thì mình ra ngay vòng xoay Hồ Bà Tô ha, cũng như là đi ra ngay chỗ công viên Hồ Bà Tô này kia, chợ Bà Tô này kia ha. Còn mình rẽ trái mình sẽ giao lại được Huỳnh Minh Thạnh này, và mình giao được đường Xuyên Phước Cơ ha. Chỗ này đi xuống biển Hồ Tràm rất là gần luôn chị, khoảng là 6-7 cây số thôi, rất là gần luôn. Còn mình rẽ phải ha, ra đường số 4 này mình rẽ phải, mình sẽ giao lại quốc lộ 55 ha. Quốc lộ 55 đi giao quốc lộ 55 cây khúc đó là nằm ngay chỗ bệnh viện huyện Xuyên Mộc cũng như là trung tâm hành chính luôn gì. Nói chung là đường thông thương ha. Còn về vấn đề mà trường học rồi tiện ích tiện nghi trạm y tế thì nằm đằng sau lưng của bức xã mình luôn đó. Hướng này ngược lại thì mình đi xuống ngay chỗ hồ sông Kinh này, cũng như là đi được hồ Tràm luôn chị. 6-7 cây mà đây chị ha. Này lại có một cái bất sản nhưng mà hai căn nhà liền kề chị nha. Thì trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ về cái tổng quan và cái diện tích ha. Và cái pháp lý đó thì hiện tại bất sản mình đang có mặt tiền ha, bám theo mặt tiền đường nhựa này là 18 mét đó chị, 18 mét mặt tiền ha, và sâu vào trong là 44 mét hơn ha, và có tổng diện tích là 799 mét vuông, một con số rất là đẹp luôn chị ha, số làm ăn đó chị. Và hậu mình là nở hậu là 11 19 mét đó chị. Nói chung là làm ăn thì quá là đẹp với diện tích này. Một số một đó chị nha, có là sẵn 150 đất ở tại đô thị anh chị ha. Nói chung là hiện tại đang Có sổ riêng anh chị ạ. nếu mà cô chú mình có nhu cầu á, mà mua riêng một căn nhà thì chủ mình sẽ bán luôn ha, và mua hai lô hai căn nhà cũng bán luôn, nói chung mua cái sao cũng được hết gì. Thì hiện tại bất động sản, tổng bất động sản mình á là đang cần bán cho tổng luôn, 11 tỷ. cho tổng hết hai căn nhà này. Hết hai căn nhà này ha. Đó, chiếu đường sẽ vào quay chi tiết hai căn sau ha. Đó. Còn mà nếu bán lẻ ha, nếu bán lẻ thì đây. Nếu bán lẻ thì cái mảnh bên này sẽ được là 10 mét cái nhà này ha, nhà này bự hơn nhà này. Thì mảnh này sẽ được 10 mét ha. Đó, chiều sâu thì khoảng 44 mét. mà thì đó, khoảng là hơn 400 mét vuông. Đó là căn này là bán là 7 tỷ anh chị ha, 7 tỷ. còn căn bên này thì còn lại sẽ là 8 mét và sau là 41 mét ha. Đó. Nói chung là hai bất sản thì cái diện tích bên này sẽ nhiều hơn cái diện tích bên này ha. Bên này sẽ bán là 4 tỷ rưỡi, còn bên này là 7 tỷ anh chị ha. đó là bán lẻ ha, còn mà bán luôn hai cái này thì là 11 tỷ anh chị ha. Nói chung là giá này sẽ có thương lượng anh chị. Hiện tại gia chủ mình thì sổ đang là cầm ngân hàng ha. Về vấn đề quy hoạch á thì hiện tại là phủ hầm toàn bộ. Và đặc biệt nữa, bất sản mình sẽ có một cái tuyến đường ha, hay được gọi là đường số 6 đó, đi sang đi xéo đây. Nói chung là xéo thì vừa đụng cái đít nhà mình luôn á chị ha. Nói chung là phạm vào cái đít mình thì khoảng đâu đó là 90 mấy mét vuông, gần 100 mét vuông đó chị. Đó, cái đường số 6 nói chung là đường số 6 đó quy hoạch thì nó sẽ song song với là đường số 4 này ha. Đó, nói chung là tuyến đường cũng là tiềm năng, đường lớn á chị. Rồi bây giờ Điền sẽ đi vào đây ha, đi vào trong review chi tiết này. Đây, bước vào cái cổng này, hai cái cổng riêng ha, hai nhà có hai cổng riêng.
cổng này thì nhà này sẽ hoành tráng hơn cổng bên kia. Đó, có mái ngói ha, nhìn rất là đẹp. Còn cửa thì chạy CNC ha, cửa sắt. Cái khuôn viên này thì cái sân thật sự là quá là rộng luôn chị ha. Mấy chiếc xe đậu được luôn chị ha. Nói chung là sân ăn bàn tiệc rồi đậu xe thoải mái luôn. Gia chủ mình thì rất là thích trồng những cây cối ha, trồng chậu. Đây có cái đây cái bồn ha, kiểu cái bồn để trồng cây này đó, trồng cây trồng cối này đó. Rất là đẹp anh chị. Bây giờ Điền sẽ đi vào căn này, Điền review trước ha, sau đó sẽ qua căn này. Ở đây ở giữa thì có cái đường luồn ha, để mà đi lui phía sau của hai ngôi nhà, sau nương sau hè. Bên này thì có cái bàn ghế đá này, ngồi uống nước trà ha. Chị thấy này, nói chung là nhà còn rất là mới chị, khoảng xây dựng thì khoảng hơn một năm đây thôi. Và nói chung là xây để ở, nói chung là xây rất là tâm huyết. Cũng không nghĩ tới chuyện bán đó chị, nhưng mà đợt này thì kinh tế cũng có vấn đề nên là phải bán đó chị ha. Đẹp ha. Bây giờ Điền sẽ đi vào này. Đây, bậc tăng cấp. Nói chung là thị trấn Phước Bụ thì cắt đôi thì cũng dư cái pháp lý, cũng có đầy đủ. Mỗi bên cắt được, mỗi lô có 60 thổ cư là cắt được rồi gì, mà bố xã mình có tổng là 150 thổ cư để phòng khách ha. Em quay nhờ xíu nha anh. Bên này cũng là phòng kiểu là phòng thờ hoặc là phòng tổ tiên, hoặc là phòng có thể mình chân thờ bên đạo, bên gia chủ mình là bên công giáo. Tổng diện tích mình xây dựng là bao nhiêu mét vuông chị nhớ không chị? Cái diện tích sàn á, diện tích sàn của nhà mình á. Bề ngang chắc là 8 mét ha. Đó, bề ngang 6 mét. Ngang nhà này hả? Dạ. Ngang 7, trên là như là hơn 7 mét á. 7. 7 mét, 8 mét sâu. Khoảng là hơn 100 mét vuông. Khu vực bếp bằng ăn. 3 phòng ngủ á chị? Có 3 phòng ngủ. Có phòng nào toilet riêng không chị? Có. Phòng ở giữa á chị? Đây, có 3 phòng ngủ. Đây là phòng tắm toilet chung ha, và tắm thì ngăn bằng kính. Còn đây là phòng ngủ ha. Nói chung là có một phòng ngủ là có toilet riêng. 3 phòng ngủ. Đây khu vực ở phía dưới ha, máy giặt, sau sân hiên, máy hiên, khu vực phía sau ha, phía sau nương, cũng có trồng trọt những cây ha, như cây dừa này kia ha, nói chung là ở sau cũng rất là mát này. Đó. Phòng khách thì có máy lạnh luôn. Mặc dù thì ở đây là ở thị trấn, nhưng mà về cái không gian xanh, cái mảng xanh còn rất là nhiều ha. Cái thị trấn Phước Bụ này đặc biệt là giáp ngay cái rừng nguyên sinh Phước Bụ Bên Châu, nên là khí hậu ở đây rất là mát anh chị. Bây giờ Điền sẽ đi vào đây quay chi tiết căn nhà bên này ha. Đây là đường luồn luôn phía sau này ha. Ở trước đây là mái hiên này, khu vực phòng khách. Nhà này thì diện tích xây dựng chắc rộng hơn nhà kia nhiều ha. Phòng khách. Đây là bàn ăn và cửa sổ ha. Bên này bếp bên này ha. Khu vực bếp nấu ăn. Và cái hướng lui đây thì lui các phòng ngủ ha. Nhà mình là mấy phòng ngủ ấy chị? Dạ, có phòng nào có toilet riêng không chị? Có một phòng có toilet riêng. Dạ. Tổng là 3 phòng ngủ, có một phòng có toilet riêng ha. Như đây là toilet để tắm chung một phòng đây ha. Đây là bàn để đồ lê tinh. Chung là có gương, có đồ. Khu vực dưới này là máy giặt.
cái bồn sinh hoạt ha, đó, chỗ để kệ giày dép, đó. Chung là nhà còn xây xây còn rất là mới gì, trên phòng ngủ ha, nói chung là có 3 phòng ngủ. Rồi ra đây là không gian cái đường luồn luôn phía sau chị ha. Đó. Ở ngoài này thì có cả toilet phòng tắm riêng ngoài này luôn chị ha. À không phải, đây là một cái kho chị, cái nhà kho ha, nhà kho nhỏ, nói chung để lồ lên tinh anh chị ha. Đó, còn gia chủ mình có trừ những cái bồn đất này để trồng cây trồng cối này mà chưa chưa có sử dụng này ha. Đó, còn sau này thì trồng những cái dừa. Đó. Đây anh chị thì ngay đây ha, ngay cái khúc ngay đâu đây, nói chung là vừa đụng đích nhà mình luôn ha. Đường quy hoạch đường số 6 sẽ băng qua đây ha. Quy hoạch đường này thì khoảng gần 100 mét vuông ha, mức cái phần đường đó, đường đi ăn vào đó, rào ranh móc này kia thì kiên cố hết anh chị, xung quanh là kiên cố hết. Đây đường luôn lùi ra ngoài đầu. Rồi, bây giờ Điền sẽ đi ra ngoài để quay lại cái tổng quan cho cô chú mình ha. Thì Điền cũng nói rõ là về cái vấn đề mà bán luôn ha, bán mà gia chủ mình có để lại nội thất hay là đem đi nội thất, Điền sẽ nói rõ luôn ha. Như căn này thì gia chủ mình bán sẽ để lại toàn bộ nội thất các chị. Nói chung là chỉ ra đi tay không thôi, xách vali thôi. Đó. Còn nhà bên này đó thì người ta bán thì người ta tất cả nội thất, cả ghế ăn, bàn ghế ăn, rồi sofa, rồi những thiết bị điện ha. Gia chủ mình sẽ đem đi hết đó, lại còn để lại nhà nhà không thôi anh chị. Đó. Như tủ bếp với lại cái vách ngăn gỗ đó thì để lại ha, nhưng mà tủ như tủ này, tủ áo quần này, tủ đựng đồ này, bàn ghế ăn này, bàn ghế sofa này sẽ đem đi hết đó chị ha. Đó. Là nhà bên này nha, nhà bên này thì gia chủ nói chung là hai nhà hai chủ khác nhau nhưng mà nằm trên một sổ chung đó, thì nhà bên này á thì đang cần bán là 7 tỷ, còn nhà bên này á là đang cần bán là 4 tỷ rưỡi anh chị ha. Nói chung là cả hai nhà này đều cần bán nhưng mà về cái mức giá bán đó thì mình có thể thương lượng anh chị ha. Đó. Đó, như chỗ này thì trung tâm rồi, tiện ích tiện nghi đầy đủ anh chị. Về công năng của hai nhà thì ngang nhau như nhau anh chị, không có gì khác biệt ha. Đó, điện đài đầy đủ, máy lạnh máy nước nóng này tùm lum tà la, nói chung là đầy đủ ha. Đó, nhà này thì sẽ nhỏ hơn nhà này. Đó. Diện tích xây dựng thì nhà này khoảng hơn 100 m², cái này cũng vậy ha, khoảng hơn 100 m² đó. À, có tổng là 150 thổ cư rồi. À, mình có thể dư điều kiện để tách ra chị ha. Đó. Nếu tách thì mỗi lô là 60 thổ cư là đủ tách rồi. Chị ha. Rồi bây giờ Điền cũng xin được tóm tắt lại một lần nữa chị ha. Tổng bất động sản mình là 10, có diện tích 18 m, sâu là 44 m anh chị ha. Và tổng diện tích là 799 m², có sẵn là 150 thổ cư ha. Giá đang cần bán hai nhà này á là 11 tỷ, 11 tỷ ha. Còn mà bán lẻ đó thì bên này 4 tỷ rưỡi. Bên này là 7 tỷ anh chị. Là tổng bất động sản là đang cần bán là 11 tỷ ha. Tiện ích tiện nghi đầy đủ. Rồi có chị nào quan tâm bất động sản này liên hệ Điền ha. Và thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ ha, mình ân chủ nào, mình ân nhà nào thì mình thương lượng với chủ đó chị ha. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip tại đây ha. Cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh Điền để ủng hộ Điền ha, và để được đón xem những video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video clip lần sau. Xin chào. At the desk, at the desk.